hai con giáp hiện tại đang nghèo khổ đủ đường, nợ nần chồng chất, về già giàu to, tài lộc bùng phát, tiền tiêu ba đời không hết nếu biết được bí mật này. Tử Vi Việt rất vui mừng khi được quay trở lại và đồng hành cùng quý vị khán thính giả trên cả nước. Vâng, thưa quý vị, cuộc sống dư giả giàu sang, lại có nhà lầu xe xịn, quyền cao chức trọng, tiền bạc nhét đầy két. Đây là điều mong ước của hàng triệu người đang xem video này. Người người nhà nhà vẫn đang miệt mài chạy theo guồng quay cuộc sống để giành lấy những điều mình mong cầu. Quý vị thử nhìn xem, từ những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền bạc rủng rỉnh, đã giàu lại muốn giàu thêm, cho tới những người đang vật lộn kiếm kế sinh nhai mỗi ngày, ăn bữa no bữa đói, lo từng đồng trả nợ mỗi tháng, suốt ngày chịu cảnh đầu tắt mặt tối, khổ cực vô cùng. Có người vì quá khổ, tuổi đã cao mà vẫn phải gồng gánh cả gia đình, tuổi 60 mà vẫn ôm trên mình cả đống nợ. Rồi có những người nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận xa con, đi làm ăn xa để mong một ngày đổi vận đổi đời. Con cái không còn chịu cảnh nghèo khổ, vất vả như cha mẹ của chúng nữa. Dẫu biết rằng trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau. Trong số 12 con giáp, có 2 con giáp này trời sinh căn số phú quý, đắc lộc chi dương. Số này định rằng khi còn trẻ phải chịu hàng trăm nỗi khó khăn, vất vả, túng thiếu. Nhưng từ trung vận trở đi, cuộc sống của họ sẽ phất lên như dòng cưỡi mây, suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Đến khi về già, hai con giáp này chắc chắn có được cuộc sống, tình cảm, tiền bạc đầy đủ, viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy là bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, xương máu và đau đớn cuối cùng đã được nếm trái ngọt. Để biết được hai con giáp đó là ai, cụ thể may mắn của từng tuổi là gì, sinh vào ngày nào thì đại cát, đại phú quý, và liệu bạn có thuộc tốt con giáp đó hay không, thì xin mời quý cô, quý bác, anh chị và các bạn cùng theo dõi video ngày sau đây của Tử Vi Việt nhé. Vận khí hỗ trợ bằng chính thực lực và sự nỗ lực không ngừng, hai con giáp dưới đây sẽ công thành danh toại, đạt được mục tiêu lớn trong đời từ trung vận trở đi. Vị trí số 1, xin chúc mừng tuổi Mão được trao cơ hội làm giàu, vượt qua nghịch cảnh, đổi đời đại gia. Tuổi Mão trong 12 con giáp được đại diện bởi con vật đó là mèo. Trong 12 tháng, tháng Mão rơi vào tháng 2. Lúc này là giữa mùa xuân nên cây cối đâm chồi nảy lộc, sức sống hưng thịnh dồi dào. Hướng chính trong tháng Mão đó là hướng đông thuộc cung Trấn. Còn trong một ngày, giờ Mão bắt đầu từ 5 giờ đến 7 giờ sáng là lúc mặt trời đã tọa ngự tại hướng đông, ánh dương chiếu rọi khắp nhân gian. Được ảnh hưởng từ những yếu tố này, tuổi Mão được xem là con giáp may mắn nhất. Thậm chí trong những thần thoại kể lại của bên Trung Quốc, con giáp này tượng trưng cho sự trường thọ và tinh thần bất diệt. Mèo là loài động vật khá hướng nội, bên ngoài trông rất ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng kỳ thực, chỉ đến khi chiến đấu, chúng mới để lộ răng nanh và những móng vuốt sắc nhọn của mình. Chúng cũng có tốc độ di chuyển cực nhanh và khả năng sinh tồn tốt. Tử vi chọn đời tuổi Mão cho thấy, bạn là người đặc biệt dịu dàng, khiêm nhường, lễ nghĩa, phong cách phong lưu, nhạy cảm, chu đáo lại kiên nhẫn. Người tuổi Mão lương thiện mà cũng giản dị, là người giàu trách nhiệm. So với những con giáp khác thì mọi người thường thích tính cách của tuổi Mão hơn. Những người sinh năm Mão, khi họ tĩnh thì rất tĩnh, khi động thì lại vô cùng động. Họ không sống theo kiểu thay đổi linh hoạt nhanh chóng như người tuổi Dần, mà họ thường mưu cầu sự ổn định, vững vàng, dần dần đi lên. Bởi vậy mà người này thường đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi trung niên, từ đó về sau sẽ thuận buồm xuôi gió. Nam tuổi Mão là người thích dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng nội thất, thuộc tuýp người của gia đình. Họ thích sẻ chia việc nhà với vợ, cho nên đối tượng phù hợp với người này là mẫu hình dâu hiền vợ đảm, tính cách dịu dàng, rộng lượng. Nữ quá hướng ngoại sẽ khó hòa hợp hơn. Nữ tuổi Mão thì có khiếu thẩm mỹ, suy nghĩ sâu sắc, coi trọng sự hòa hợp. Cô gái này cũng rất giàu cảm xúc, tâm tư kín đáo và tinh tế, rất phù hợp với hình tượng nữ chủ nhân của một bữa tiệc. Tính cách của họ dịu dàng và nhu mì, vì thế không bao giờ vì mục đích công việc mà dìm người khác xuống. Họ luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hòa bình. Tử vi chọn đời tuổi Mão cho thấy bạn là người đặc biệt dịu dàng, khiêm nhường lễ nghĩa, phong cách phong lưu, nhạy cảm,
chu đáo lại kiên nhẫn. Người tuổi Mão lương thiện mà cũng giản dị, là người giàu trách nhiệm. So với những con giáp khác thì mọi người thường thích tính cách của tuổi Mão hơn. Trong quan hệ xã hội, người tuổi Mão đối xử với bạn bè rất lễ nghĩa, chân thành. Lần đầu gặp mặt, người tuổi Mão luôn giữ cảnh giác. Họ để cho thời gian chứng minh quan hệ của mình. Họ trân trọng những người bạn thuở thiếu thời. Mèo là loài động vật nhu thuận, đáng yêu. Chúng không có sức cạnh tranh, nhìn rất ngoan hiền và có phần lười biếng. Thế nên người tuổi Mão cũng là người khi động thì sẽ động, mà khi tĩnh thì sẽ tĩnh. Là tuýp người biết ngoại giao, luôn giữ thái độ hòa nhã, dịu dàng, không mấy khi tức giận, nên ít vướng vào rắc rối thị phi. Tử vi chọn đời tuổi Mão dự báo, khi xảy ra tranh chấp, người tuổi Mão sẽ là người đầu tiên rời khỏi hiện trường. Còn trong cuộc sống hàng ngày, bạn rất coi trọng việc ăn mặc và ẩm thực. Trong các buổi gặp mặt, bạn dễ dàng được mọi người yêu thương, luôn có ấn tượng tốt trong cuộc gặp đầu tiên. Nội tâm bạn khá thận trọng và chu đáo, đôi khi cảm thấy bất an, căng thẳng, nhưng không bao giờ thể hiện quá đáng. Người tuổi Mão mặc dù không có tinh thần cạnh tranh, nhưng vẫn có khả năng làm một người lãnh đạo. Dù là lĩnh vực chính trị hay doanh nghiệp, người này vẫn luôn có những thành tựu đáng kính nể. Bạn coi trọng tinh thần đồng đội với tính cách hòa bình. Họ luôn làm miếng ơ gâu cho đồng đội của mình. Có điểm tuổi Mão cần chú ý khi bạn đảm nhận trọng trách của người lãnh đạo thì nên lắng nghe góp ý của các thành viên trong nhóm của mình. Mặt khác, bạn quá thận trọng, nội tâm che giấu quá nhiều bí mật. Nó khiến người tuổi Mão có xu hướng trốn tránh thực tại. Lại vì không thích can thiệp vào chuyện của người khác, lại khiến bạn trở thành kẻ thảo mai. Tử vi chọn đời của tuổi Mão có ưu điểm rất chu đáo, ân cần, bản tính dịu dàng, hiền hòa. Họ có thiên phú về mặt ngôn ngữ, giỏi ăn, khéo nói. Chủ đề nói chuyện đa dạng, phong phú lại thêm tính hài hước nên thường được lòng những người xung quanh. Đi tới đâu cũng được người khác yêu quý, kính trọng. Tuổi Mão là người thông minh, đầu óc linh hoạt nhưng có phần bảo thủ và hay thay đổi. Phong cách hành sự cẩn thận, có bản lĩnh, không thích tranh chấp, có khả năng biến thù thành bạn, hóa giải hiểu nhầm nhờ tính cách ôn hòa thân thiện. Họ thích giữ đời sống tình cảm êm đềm, kín đáo và luôn hướng về gia đình. Là những người có mắt thẩm mỹ tốt, họ yêu thích việc trang hoàng nhà cửa, thường rất có khiếu trong việc này. Trong tình bạn, tuổi Mão còn có ưu điểm là giàu cảm thông và hay giúp đỡ bạn bè. Nhìn chung, con giáp này là người tâm địa lương thiện, có tấm lòng nhân hậu, cùng tính cách hiền hòa, không dễ nổi nóng. Tử vi khoa học cho biết, từ năm 2023 đến năm 2027 sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mão. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới, tuổi Mão sẽ gặp được những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hành thông đủ đường. Vậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng. Bởi may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi. Theo đó, những chú mèo được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp cho con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở. Tuổi Mão vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương, tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được những thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ. Nhân duyên tốt cũng sẽ khiến tuổi Mão có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những bạn theo nghiệp kinh doanh, buôn bán. Dù cũng có một vài thời điểm, mọi chuyện không diễn tiến như ý, thậm chí bạn còn bị nghi ngờ về con đường mình đã chọn. Nhưng thật may vì bạn không vì bị mọi người coi thường mà xem nhẹ bản thân, ngược lại càng thêm dũng cảm, bền bỉ chứng minh mình đang làm đúng. Tuổi này cứ lặng thầm nhưng sôi sục cố gắng từng ngày, vì vậy không có gì lạ khi trong 5 năm sẽ gặt hái được thành quả vô cùng xứng đáng, công danh tiền bạc đổ về không ngớt. Ở giai đoạn quan trọng này, mệnh chủ đã dần khắc phục được những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân, tự tin bước trên con đường kiếm tiền. Vận may kéo dài trong 5 năm không có gì thay đổi. Cát tinh, thần tài, quý nhân như khách quen đến nhà,
bạn thực sự có thể mở rộng tầm nhìn và có cuộc sống bước sang một trang hoàn toàn mới. Cụ thể như sau, về sự nghiệp. Tử vi chọn đời tuổi Mão về mặt sự nghiệp là người có chủ kiến, kiên định và nhiệt thành. Đồng thời họ cũng có lòng kiên nhẫn và mắt thẩm mỹ tốt. Chính vì vậy, tuổi Mão là những nhà kinh doanh giỏi và rất đáng tin cậy. Tuổi Mão không thích cuộc sống nơi thành thị xô bồ và những công việc khô khan, nhàm chán. Tuy nhiên, họ lại là người thích cảm giác an toàn, những công việc sáng đi chiều về và có đồng lương thu nhập cố định mỗi tháng khiến họ cảm thấy an tâm. Vì vậy, khi đã tìm được công việc phù hợp, họ sẽ dốc sức đầu tư cho sự nghiệp. Người tuổi Mão có tinh thần trách nhiệm cao và sự cẩn thận, họ sẽ có những bước tiến xa trong sự nghiệp, đồng thời cũng biết tính toán cho tương lai. Những công việc phù hợp với tuổi Mão là diễn viên, nghệ thuật gia, kiểm định đá quý, nhà khoa học kinh tế. Về tài lộc, tử vi chọn đời của tuổi Mão về mặt tài vận, tính tình hào phóng, nhiều mối nhân duyên, quan hệ với người xung quanh thường tốt đẹp. Nhìn chung, vận số tốt, cả đời tốt lành. Tuy nhiên, do bản tính lạc quan, không tính toán, lại nhiều bạn bè gần xa nên tuổi Mão không giữ được tiền. Họ rộng rãi chi tiền cho người thân quen và có nhu cầu mua sắm cao. Cứ có tài lộc là lại mất, khả năng quản lý tiền bạc kém. Tuổi trẻ hoang phí, không giỏi tiết kiệm. Sau khi kết hôn sẽ được nhận thức rõ hơn giá trị của đồng tiền. Tới trung niên, vận tài lộc chuyển biến tốt đẹp. Về chuyện tình cảm, tử vi chọn đời tuổi Mão mặt tình cảm là người trung tình cẩn thận. Họ sẽ không yêu đương lung tung, cũng sẽ không tin vào những lời đường mật. Nếu đã xác định được đối tượng, họ sẽ dồn hết tâm trí theo đuổi người đó. Nam tuổi Mão là những người đào hoa, đa tình. Thời trẻ quan niệm về tình yêu của họ rất thoáng, thường có nhiều mối tình. Tuy nhiên, nếu có cô gái nào muốn dùng tình cảm ràng buộc họ, họ sẽ cao chạy xa bay như một ngọn gió. Sau khi trưởng thành, tính cách sẽ trở nên trầm ổn hơn. Phụ nữ tuổi Mão rất lương thiện, trong sáng nhưng lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng. Quan điểm của họ là yêu ra yêu, ghét ra ghét, nên tìm đối tượng kết hôn là người hiểu rõ tính cách, đồng thời biết hóa giải những bất an trong lòng bạn. Sau khi kết hôn, đừng chỉ an phận là một người phụ nữ của gia đình. Hãy tận dụng những thiên phú trời ban của bạn và tích cực bồi dưỡng tâm hồn, đầu tư cho sự nghiệp. Ngoài ra họ còn là những người mẹ, người vợ tận tâm, sẵn sàng hy sinh vì gia đình. Trong tử vi, Mão và Tuất tạo nên một góc lục hợp, do đó Tuất được gọi là lục hợp quý nhân của Mão. Tuổi Mão nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con chó để xây dựng hôn nhân bền vững, tốt đẹp. Ngoài ra người tuổi Mão còn hợp với người tuổi Thìn và tuổi Hợi. Ba con giáp này tạo thành một góc tam hợp là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Mão. Tử vi chọn đời của người tuổi Mão mặt sức khỏe, ngũ hành thuộc mộc. Người mệnh mộc sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các bệnh về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Tuổi Mão sinh tháng nào tốt nhất? Tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mão sinh tháng 3 âm lịch thông minh lanh lợi, tư duy phóng khoáng, nhạy bén, có tầm nhìn xa, có chí hướng hơn người. Xem vận mệnh của người tuổi Mão theo tháng sinh âm lịch. Đây là người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thành công, có quyền lực hơn người. Tháng 4 âm lịch. Tuổi Mão sinh tháng nào tốt nhất? Câu trả lời là tháng 4. Sinh vào lúc này, bạn sẽ là người có nhiều cơ hội thăng tiến trong đời. Tính cách hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng của nghệ sĩ, uyên bác, đa tài, học rộng biết nhiều. Bất kể là theo nghiệp văn hay nghiệp võ, bạn đều có thể tạo dựng được sự nghiệp thành công vang dội. Học võ là tướng tài, mà học văn là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên công trạng. Tháng 8 âm lịch. Sinh vào tiết bạch lộ trong năm, đây là người có mệnh vinh hoa phú quý, đại cát đại lợi. Sinh vào tháng này, người tuổi Mão tâm địa thiện lương, không bao giờ có tâm hại người, càng chẳng nghĩ đến việc chèn ép, ức hiếp bất cứ ai. Tuổi Mão sinh ngày nào tốt nhất? Theo nghiên cứu, tuổi Mão sinh vào các ngày 1, 10, 17, 22, 26, 28, 29 và 30 tháng âm lịch là những người có số phận vô cùng tốt. Ngày 1, thông minh, năng động, trung thành, coi trọng lẽ phải và xem nhẹ tiền bạc, thích giúp đỡ người khác. Ngày 10, người này may mắn trong hôn nhân, gia đình hạnh phúc, có đủ cơm ăn áo mặc, làm ăn thuận lợi.
Ngày 17, là người đôn hậu nhưng thận trọng, trai thì là nam tử Hán, nữ thì là mỹ nhân, có số gặp quý nhân, tài lộc lúc đầu bình thường, trung niên đầy đủ, phú quý, danh lợi. Ngày 22, nam lấy được vợ tốt thì gia đình hưng thịnh, nữ thì lấy được chồng tốt, yêu thương vợ con. Ngày 26, tài vận xuất chúng, thông minh phú quý, cả đời sung túc, về già càng tốt hơn, số trường thọ. Ngày 27, thông minh lanh lợi, chăm chỉ học hành, là người thông minh, cả đời vượng phú ích tử, vợ chồng hòa thuận, phú quý. Ngày 28, kết hôn với người tốt, vợ chồng hòa thuận. Ngày 29, nam mạng tuấn tú, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp hanh thông, nữ mệnh thông minh, tốt bụng, đảm việc nhà. Ngày 30, luôn tìm kiếm sự phát triển bản thân, đến tuổi trung niên thành công, gia đình làm ăn phát đạt, tiền tài không thiếu, tối vinh hoa phú quý. Giờ Mão sinh giờ nào tốt nhất? Giờ Sửu. Người tuổi Mão sinh vào giờ sáng 1 đến 3, thông minh, lanh lợi, tính tình cởi mở, chi khí cao. Lúc còn trẻ thì họ siêng năng học hành, danh lợi, không màng vụ lợi cho bản thân. Là người đáng tin cậy để kết bạn, luôn có chí, có thể tha thứ cho những lỗi lầm của bạn, danh chính ngôn thuận rõ ràng, thiện lương. Tuổi Mão sinh giờ này có một cuộc đời bằng phẳng, an hưởng tuổi già. Giờ Mão. Tuổi Mão sinh giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Người này thông minh, giỏi giang, ý chí kiên cường, không sợ gian khổ, sẵn sàng bất chấp theo đuổi sự nghiệp của mình. Cả đời được quý nhân trợ giúp, sự nghiệp phát triển không ngừng, công thành danh toại, danh nổi tứ phương. Giờ Ngọ. Tuổi Mão sinh giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Vợ chồng hiền đẹp, gặp nạn được cứu, lâm nguy vô sự tai. Do gặp may mắn và số mệnh đã trúng nên có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Ngoại hình đẹp thì đàn ông lấy được vợ đẹp, đàn bà lấy được chồng tài giỏi. Vợ chồng tình cảm thuận hòa. Người tuổi Mão sinh vào giờ này, dù không có cha mẹ thì cũng được anh chị em phụ dưỡng, cả đời không gặp tai họa. Giờ Mùi. Tuổi Mão sinh giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Hợi Mão tam hợp, thông minh xuất chúng. Cơ nghiệp của tổ tiên sâu dày và cha mẹ có tài. Người tuổi Mão có thể được tổ tiên giúp đỡ. Những người sinh vào giờ này là người thông minh, tài giỏi và có năng lực trong sự nghiệp. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuổi Mão theo năm sinh âm lịch đến hậu vận được gặp thời chuyển vận, tiền vào như lũ, giàu sang nứt vách. Thứ nhất, tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão có tham vọng lớn về sự nghiệp, cũng có chí tiến thủ cao. Ngay từ nhỏ, họ đã là những người rất thông minh và biết mục tiêu mình phải hướng đến là gì. Họ sẽ lập kế hoạch chi tiết để tiến tới thành công một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Càng trưởng thành thì ý chí đó trong họ càng trở nên mạnh mẽ. Con giáp này luôn khao khát làm giàu và không ngừng rèn luyện bản thân để có được ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, chống chọi lại mọi gian nan, vượt mọi khó khăn ngáng trở trên bước đường tiến tới thành công của mình. Tam thập nhị lập, sau tuổi 5 năm, họ đã có được những thành công trong sự nghiệp. Nếu trong khoảng thời gian này, người tuổi Quý Mão biết nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, thì chắc chắn ngày đại phú đại quý sẽ không còn xa. Hậu vận cực tốt của con giáp này thể hiện rõ ràng ở việc càng già lại càng giàu sang phú quý, sung túc đủ đầy. 2. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo tử vi chọn đời của 12 con giáp, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tính tình thẳng thắn, cương trực, lại có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới nhanh, mạnh mẽ. Tuy nhiên tiền vận khá vất vả, phần lớn phải tự thân vận động, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng theo năm tháng, con giáp thành công muộn này dần trưởng thành, tích lũy dày dặn kinh nghiệm, lối suy nghĩ cũng chín chắn và sâu sắc hơn rất nhiều. Khi bước sang tuổi 48, vận thế bắt đầu có sự khởi sắc rõ ràng. Ngoài 48 tuổi, vận trình thay đổi bất ngờ, tài lộc tăng tốc, cuộc sống thêm phần nhàn hạ sung sướng. Nhờ thái độ cư xử hài hòa, khéo léo, lại rất hăng hái, nhiệt tình, nên tuổi Ất Mão còn có thể biến thù thành bạn. Kẻ đối địch bấy lâu bỗng quay sang đứng về phía bạn và ủng hộ bạn nhiệt tình. Hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng, suy nghĩ lạc quan, tích cực, chắc chắn hậu vận của bản mệnh sẽ vô cùng tươi sáng. Đây chính là một trong những con giáp giàu có sau tuổi 48. Thứ ba, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Vận thế của người tuổi Đinh Mão khởi sắc theo từng giai đoạn, khá chậm nhưng chắc, hệt như cá tính của bản mệnh. Bạn ôn hòa, quảng giao, thành khẩn, chân thành, không giỏi vờ vịt hay dối trá.
Vì thế những người cầm tinh con mèo luôn được mọi người tôn trọng và yêu mến trong các mối quan hệ xã giao. Theo thời gian, điểm mạnh ấy ngày càng được phát huy, bản mệnh mở rộng mạng lưới bạn bè, kết thêm quý nhân, giảm đi đối thủ. Vận trình cứ thế khởi sắc mạnh mẽ, tiền vận của người này tuy có vất vả, bôn ba đây đó để lập nghiệp, tìm hướng đi cuộc đời. Nhưng tới trung vận, cả đời sống vật chất và tinh thần đều được cải thiện bất ngờ. Nhất là sau tuổi 40, mệnh chủ gặp đại vận hưng vượng. Cuộc sống sinh động, đa sắc, niềm vui tới dồn dập. Vì thế bất luận là hiện nay, tuổi Đinh Mão đang gặp khó khăn gì, rơi vào trạng thái tinh thần ra sao, bạn hãy suy nghĩ lạc quan hơn, hướng ánh nhìn về tương lai tươi đẹp phía trước. Điều đó sẽ là động lực giúp bạn nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, sớm có được cuộc sống an nhàn, giàu có khi về hậu vận. Xin chúc mừng tuổi Thìn là con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu có, tiền vàng xếp ngập két, sau nứt đố đổ vách từ trung vận. Khi sinh thời, tuổi Thìn đã độc lập từ nhỏ nên ý chí mạnh mẽ, sức chịu đựng, kham khổ rất mạnh mẽ. Đối đầu với khó khăn, thách thức càng khiến bản mệnh được tôi rèn, cuộc sống vì thế ngày càng trở nên tốt đẹp và sung túc hơn. Thêm nữa, Thìn là con giáp thứ tư trong 12 địa chi, bản tính rất thông minh và đa phần có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành. Đã vậy, con giáp này lại sống có chừng mực và biết tiết kiệm. Họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình. Tử vi 12 con giáp dự báo, tuổi Thìn vốn giàu có nhưng họ vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình. Nhưng từ trung vận trở đi, người tuổi này bằng mọi cách nhất định sẽ công thành danh toại. Không chỉ có nhà cao cửa rộng, xe cộ tiện nghi mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng phải đỏ mắt ghen tị. Tuổi Thìn hãy cố lên nhé, dù hiện tại có bao nhiêu thử thách. Người tuổi Thìn có phúc tinh tử vi chỉ lối dẫn đường, trong cuộc đời gặp được quý nhân phù trợ. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công. Người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc, ấm êm, không biết tới sóng gió bão bùng. Những người cầm tinh con rồng, vốn là con cưng của đất trời, thông minh lanh lợi, giỏi tư duy nghiên cứu, có ý chí phấn đấu, kiên cường trước khó khăn. Thời trẻ do tính cách cố chấp nên gặp thất bại là thường. Tới tuổi trung niên, người này dần trở nên chín chắn hơn, suy nghĩ cũng trưởng thành, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, hậu vận may mắn tốt lành, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Người tuổi rồng sức khỏe dồi dào, tuy nhiên cần chú ý các bệnh liên quan đến dạ dày. Khi ra ngoài luôn phải chú ý an toàn. Trong tình yêu, đây là người bị động. Đàn ông tuổi Thìn chu đáo nhẹ nhàng, trời sinh nhạy cảm nên đôi khi giận hờn vô cớ. Phụ nữ tuổi Thìn lại rất ít khi buồn phiền vì chuyện yêu đương. Người này rất coi trọng sự nghiệp, luôn phấn đấu hết mình trong công việc, nhưng dễ nản lòng khi gặp thất bại. Vận thứ tài không tồi, dễ gặp chuyện may mắn bất ngờ về tiền bạc, song khái niệm quản lý tài chính chưa được tốt. Tính cách của người tuổi Thìn mạnh mẽ, coi trọng lý tưởng, có chí khí và thần thái bất phàm. Những người sinh vào ban ngày có khả năng tập trung rất tốt, cũng rất có ý chí phấn đấu. Những người sinh vào ban đêm thì theo chủ nghĩa hoàn hảo, có phần thiếu nghị lực và kiên nhẫn. Những người tuổi rồng thường không chịu nổi những khảo nghiệm quá khắc nghiệt. Nếu muốn thành công trong tình yêu và sự nghiệp thì cần phải rèn luyện thêm ý chí, luôn vững vàng kiên định, không vì thất bại mà nản lòng, nhụt chí. Ưu điểm nổi trội của những người tuổi này là sức khỏe dồi dào. Họ luôn bừng bừng sức sống, sẵn sàng phấn đấu vì mục tiêu cao xa đã đặt ra, là những người ưa sĩ diện và thường hành động theo đám đông. Họ khá hiếu thắng, cũng rất tự tin vào bản thân mình, có cái tôi rất lớn, có mơ ước và đặt cho mình mục tiêu cao xa. Cá tính thẳng thắn, có tài lãnh đạo, cũng có tố chất và vận số chỉ huy người khác. Đây là người ngay thẳng, hầu như không bao giờ có suy nghĩ hay hành động xấu xa bị ổi, cũng không thích làm chuyện dối gian. Họ không sợ khó khăn, luôn cố gắng làm mọi việc thật hoàn hảo. Người cầm tinh con rồng rất có chí cầu tiến, song tính cách hơi tự đại, luôn cho rằng mình hơn người khác. Con gái phóng khoáng, nhiệt tình, lại thấu hiểu lòng người, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nam giới là mẫu người gia trưởng, bảo thủ và cố chấp. Dù làm việc gì, họ cũng không thích phải khom lưng uốn gối, nghe lời sai phái. Họ mong muốn có thể độc lập, lên kế hoạch và tiến hành công việc. Con giáp này tượng trưng cho quyền lực, trời sinh được hưởng phúc phần, thông minh tài trí hơn người, may mắn tài lộc không kể xiết. Người tuổi Thìn có khả năng thích nghi rất tốt,
Họ thông minh nhạy bén với thời cuộc, thích sự bận rộn và cuộc sống nhiều thay đổi. Họ chủ động và hoạt bát, đa tài đa nghệ, có tài năng bẩm sinh về ngôn ngữ và viết lách, cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật rất tốt, coi trọng ngoại hình và óc thẩm mỹ cao. Đây là người có lòng tự tôn rất lớn, luôn yêu cầu mọi việc thập toàn thập mỹ. Chính vì vậy mà luôn cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình cũng như với người khác. Thậm chí có thể nói là họ khá khắt khe, tính tình lại nóng nảy, khiến người khác có cảm giác về một bạo quân thứ thiệt. Đàn ông cầm tinh con rồng có sức phấn đấu rất mãnh liệt, phụ nữ thì mạnh mẽ cuột cường. Tuy nhiên nhược điểm của con giáp này nằm ở chỗ thiếu kiên nhẫn và nghị lực. Họ bừng bừng khí thế theo đuổi ước mơ của mình. Song hễ có khó khăn, trở ngại ngáng đường là lòng nhiệt tình đó lập tức trở nên nguội lạnh. Họ dễ dàng nản lòng thối chí, không đủ quyết tâm để tiếp tục đến cùng. Người tuổi Thìn luôn suy xét thấu đáo trong mọi việc nên không phù hợp với những công việc cứng nhắc, không đòi hỏi đến tư duy. Họ nên lựa chọn nghề nghiệp sao cho có thể phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của bản thân mình. Người này rất hợp với các công việc liên quan đến nghệ thuật hay nghiên cứu học thuật, đặc biệt nếu theo nghiệp viết lách, biết lấy một tác phẩm vượt xu hướng thời đại làm phương hướng phát triển thì sẽ đạt được những thành công vang dội. Một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tính cách năng động, hoạt bát và tố chất hơn người cũng khiến họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo trong những ngành nghề mà họ tham gia. Người tuổi Thìn trời sinh thông minh lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, có tài quan sát. Chính vì thế mà vận thứ tài rất tốt, dễ dàng thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên đối với họ thì tiền bạc chỉ là thứ để con người thuận lợi đạt được mục đích lớn nhất của cuộc đời mà thôi. Tiền tài không phải là thứ quan trọng đối với con giáp này. Điều mà họ luôn muốn có được chính là thực hiện được ước mơ và lý tưởng của mình. Nếu có thể biến việc kiếm tiền thành mục tiêu trong cuộc sống, thì người này chắc chắn sẽ trở thành người vô cùng giàu có. Tuy nhiên với tính cách của tuổi Thìn, tài lộc đến với họ tuy nhiều nhưng ra đi cũng rất nhanh, thu chi cân bằng, không quá dư giả cũng không thiếu thốn. Không ai giàu bà họ, chẳng ai khó ba đời. Thời thế luôn thay đổi, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Một năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Mở ra nhiều cơ hội làm giàu mới cho tất cả mọi người. Vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh lúc suy, lúc vượng lúc phát. Nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội và những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Vốn dĩ tuổi Thìn trời sinh số sướng khi phúc lớn mệnh lớn, nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm mà con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra. Song khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này, bởi bạn luôn thông minh để tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc. Giai đoạn trung vận chính là thời điểm để những chú rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể. Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Được thần tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy được tài lộc xung quanh mình. Cả chính tài và thiên tài đều vây quanh. Điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn. Cả công việc chính cũng như nghề tay trái khiến cho bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị. Cụ thể trong khoảng thời gian từ 40 tuổi trở đi, tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát. Chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết, những người này dễ dàng chinh phục được khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc. Nguồn thu nhập linh hoạt giúp bạn luôn tự chủ tài chính mà không bị phụ thuộc vào nguồn thu duy nhất. Nếu bản mệnh có ý định bước chân vào khởi nghiệp, chỉ cần một khoản tiền kha khá là có thể dễ dàng đạt được ý nguyện, nên không cần phải lo lắng quá mức. Con giáp này cũng đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp. Quý nhân luôn song hành để kịp thời uốn nắn và chỉ dẫn bạn đi đúng đường. Mệnh chủ không còn mê muội và cố chấp với những bước đi sai lầm trong quá khứ, đã biết phân biệt đúng sai, phải trái và luôn không ngừng tìm kiếm cho bản thân một sự đột phá. Dù đôi khi cường độ làm việc gấp gáp kèm theo áp lực dồn nén nhưng cũng chẳng thể làm khó được con giáp này. Bản mệnh biết cách để lên kế hoạch làm việc hợp lý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mọi sự đều hanh thông, công việc tiến triển dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hơi đậm, thu nhập tăng veo veo, tiền bạc luôn rủng rỉnh trong tay. Ngoài ra nếu như tập trung phát triển bản thân, trong 5 năm này, một số tuổi Thìn còn có thể về nghỉ hưu sớm và tận hưởng cuộc sống an nhàn, nhà cao cửa rộng, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu tiền bạc, tiền cứ hết lại có, vơi lại đầy.
Trước khi đi tìm hiểu về vận trình của từng tuổi Thìn theo năm sinh âm lịch trong 5 năm tới, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vận mệnh 12 tháng sinh của tuổi Thìn nhé. Sinh tháng riêng, tháng 1 âm lịch. Người tuổi Thìn sinh vào tháng này tuy có tài cao nhưng không có đất dụng võ, không gặp thời, ít người giúp đỡ, tay không dựng nghiệp. Sinh tháng 2, sinh vào tiết kinh chập, dòng bay lên trời nên tài lộc đều mãn nguyện, có chức quyền, có uy danh, được mọi người tôn kính, nếu gặp thời cơ sẽ làm nên nghiệp lớn. Sinh tháng 3, là người ôn hòa, kín đáo, thông minh, có trí lớn, đáng tin cậy, có số tôn quý hơn người, đỗ đạt cao, lập được công lớn. Sinh tháng 4, là người có trí rời non lấp biển, có tài mở mang trời đất, bình định thiên hạ, đánh đông dẹp bắc, uy phong lẫy lừng, có số gặp thời, được lộc trời ban, gia thế hưng vượng. Sinh tháng 5, sinh vào tháng này là người cương trực, tinh khí nóng vội, có số gặp thời, có uy quyền, nổi tiếng mọi nơi. Sinh tháng 6, là người có vận số trôi nổi, tiến thoái lưỡng nan, công danh sự nghiệp khó khăn, khó mà giàu có được, có thể làm nên sự nghiệp nhưng phải gặp thời. Sinh tháng 7, sinh vào tiết lập thu là người trí tuệ sáng suốt, kỹ nghệ tinh thông, mạnh dạn mưu trí hơn người, số có danh lợi song toàn, tiểu nhân khó lòng mưu hại. Sinh tháng 8, là người có tài năng kiệt xuất, ý chí cao lớn, phong lưu nhã nhặn, số du ngoạn bốn biển, hưởng phúc trời ban, nếu làm lãnh đạo sẽ rất thành công. Sinh tháng 9, là người quyết đoán, sòng phẳng, chu đáo, hòa nhã, có số mưu sự như ý, phú quý giàu sang, thuận lợi trên con đường thăng tiến của mình. Sinh tháng 10, sinh vào tiết lập đông thường có tính cách nhu mì, tự lập, tuy có tài lớn nhưng không chịu xông pha, số khó thành công trong sự nghiệp. Sinh tháng 11, người sinh vào tháng này có số cô đơn, không có đường tiến, tuy có sức nhưng khó làm, có trí nhưng uổng công vô ích. Sinh tháng 12, là người trí cao nhưng không gặp thời, nếu biết phát huy khả năng và nhẫn nại sẽ gặt hái được thành công nhưng không lớn. Tử vi khoa học chỉ rõ, mỗi người tuổi Thìn sẽ đón những cơ hội đổi đời khác nhau, tùy vào từng giai đoạn khác nhau, và hãy cùng Tử Vi Việt tìm hiểu ngay quý vị nhé. Đầu tiên, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tử vi khoa học cho biết, hậu vận sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá nhất của người tuổi Giáp Thìn. Bản mệnh thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới tuổi Giáp Thìn sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường. Vậy nên dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng, bởi may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi. Theo đó, trong vòng 5 năm tới, những chú rồng sẽ được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở. Tuổi Giáp Thìn vốn là người có bản chất hiền hòa, điềm đạm, chân thành, làm việc gì cũng lạc quan và rộng lượng. Con giáp này luôn nhẹ nhàng, thiện lương nhưng nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Chính những ưu điểm này giúp bạn thu hút được nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Trong công việc, những người tuổi này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương, tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Tương lai trong vài năm tới sẽ gặt hái được thành tựu lớn, đáng khiến người khác ngưỡng mộ. Nhân duyên tốt cũng khiến cho tuổi Giáp Thìn có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tự tạo thêm cơ hội để kiếm thêm được nhiều tiền hơn, nhất là những ai theo nghiệp kinh doanh, buôn bán. Dù cũng có một vài thời điểm, mọi chuyện không diễn tiến như ý, thậm chí bạn còn bị nghi ngờ về con đường mình đã chọn. Nhưng thật may vì bạn không vì bị mọi người coi thường mà xem nhẹ bản thân, ngược lại càng thêm dũng cảm, bền bỉ chứng minh mình đang làm đúng. Tuổi này cứ lặng thầm nhưng sôi sục cố gắng từng ngày, vì vậy không có gì lạ khi hậu vận tuổi Giáp Thìn vươn mình đi lên, lộn ngược dòng số phận và gặt hái được thành quả vô cùng xứng đáng, công danh tiền bạc đổ về không ngớt. Ở giai đoạn quan trọng này, mệnh chủ đã dần khắc phục được những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân, tự tin bước trên con đường kiếm tiền. Vận may kéo dài trong 5 năm không có gì thay đổi. Cát tinh, thần tài và quý nhân như khách quen đến nhà, bạn thực sự có thể mở rộng tầm nhìn và có cuộc sống bước sang một trang hoàn toàn mới. Nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn nhờ các khoản thu ngoài lề. Khả năng thăng quan tiến chức, gia tăng lương bổng là vô cùng lớn. Mỗi năm,
chính tài lại giúp cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 giàu thêm một phần. Thứ hai, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Cũng là một trong số những con giáp giàu sang, lúc trung và hậu vận, người tuổi Bính Thìn hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình. Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí. Những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của bạn đó. Điềm báo tử vi cho thấy giai đoạn 5 năm tới chính là thời điểm tuổi Bính Thìn như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, tuổi này từng bước khẳng định và nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao. Cát tinh soi chiếu sẽ giúp công việc của bạn ổn định và dễ dàng vượng phát hơn, được lòng đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên. Những người này có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội. Tài lộc của bạn gia tăng đáng kể, không nói tới việc thực lực hay bản lĩnh cá nhân, riêng vận may tự nhiên kéo đến cũng khiến con giáp này giàu lên trông thấy. Tận dụng may mắn trong giai đoạn này, bạn có thể mạnh dạn thử đầu tư vào các lĩnh vực như chứng khoán, nhà đất. Nhưng nhớ là đừng vội dốc hết tiền bạc đâm đầu vào những lĩnh vực mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm và tuyệt đối tránh xa các trò cờ bạc đỏ đen. Không chỉ thành công, giữ vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, con giáp này còn đầu tư, kinh doanh bên ngoài và thành công lớn, thu nhập cả chính và phụ đều tăng cao, muốn nghèo cũng khó đấy. Bản mệnh không mưu cầu giàu sang, nhưng cũng không chấp nhận buông xuôi mặc kệ hoàn cảnh. Bạn không bao giờ cho mình ngừng nghỉ, luôn phải vươn lên, cố gắng hết sức. Đến thời điểm chín muồi, con giáp này có được tất cả vinh hoa phú quý, và 5 năm tới chính là lúc bạn đạt đỉnh cao tiền tài danh vọng. Thứ ba, tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Trời sinh những chú rồng sinh năm 1988, vốn là những người cần mẫn và siêng năng. Ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc chăm bề, nhưng khó khăn chỉ càng khiến bạn thêm mạnh mẽ, tự tích lũy bài học kinh nghiệm xương máu, con đường công danh vì vậy mà thuận buồm xuôi gió. Kim đầu tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, trải qua những tháng ngày thực sự khó khăn và vất vả. Có thể nói mọi thành công và sung túc lúc này là hoa thơm trái ngọt mà những người này xứng đáng nhận được. 5 năm tới là giai đoạn bạn hoàn thành kế hoạch và mục tiêu cuộc đời, kinh nghiệm sống và vốn tri thức tích lũy qua từng ngày chính là vốn liếng để tôi luyện bản mệnh trở nên mạnh mẽ hơn. Trong giông bão sóng gió, bạn có đủ bản lĩnh và nghị lực để vượt qua nghịch cảnh. Không chỉ xây dựng được cơ ngơi vững chãi mà còn trở thành chỗ dựa to lớn cho người thân. Gia đạo êm ấm, bạn càng thêm vững tâm mà tiến bước. Được quý nhân kề cận giúp sức, con giáp này đón thời kỳ đổi vận khi có phúc khí tràn trề, đường tài lộc càng ngày càng tăng tiến. Bản mệnh lanh lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới vượt trội hơn người khác. Việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí còn có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Cố gắng, nỗ lực không ngừng là chìa khóa đưa tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 đến gần hơn với thành công trong những năm tháng sắp tới. Tiền bạc cứ thế tới tấp không ngừng, giúp những người này xoay chuyển vận mệnh một cách bất ngờ, không khỏi khiến cho những người xung quanh phải đỏ mắt ghen tị. Thứ tư, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Trong khoảng thời gian 5 năm sắp tới đây, tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống. Những người này như biến thành con người hoàn toàn khác, biết bản thân đang ở đâu và không ngừng tìm hướng đi mới cho mình. Bằng lửa đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng, cuộc sống sang giàu nhung lụa là điều bạn hoàn toàn đạt được trong giai đoạn 5 năm cuộc đời này. Nếu như có ý định khởi nghiệp thì hãy bắt đầu ngay và luôn, cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng. Ngoài ra cũng nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm trước khi đưa ra một quyết định quan trọng nhé. Con giáp này, nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may khiến ai cũng phải ghen tị với bạn. Cuộc đời bước sang trang mới, không chỉ ăn nên làm ra, thăng tiến nhanh như diều gặp gió, con giáp giàu có này còn có của ăn của để, mua nhà sắm xe, cờ người giàu sụ.